Nếu các anh em có nhu cầu về dịch vụ Apple 4, hãy truy cập vào shop fifavn.com. Một shop account tự động với hệ thống hiện đại, tự cộng tiền, nạp SMS, nạp sò, đặt mua account BB trắng theo yêu cầu một cách uy tín. Thông tin chi tiết mình để ở phần mô tả bên dưới video nhé. Hôm nay sẽ đi test con hàng Mario Gomez. Tải Hero. Sơ sơ thì tốc độ 97, tăng tốc 98 ở mức thể cộng 1, mà như vậy thì là từ chậm cho đến ổn nhé. Tại vì cái thể hình 1m89 này 84 cân mà chỉ số như vậy thì có lẽ hơi chậm đó. Chiếc đĩa 112, lực xuống 108, xuất xa 96, hơi thọt xuất xa một chút. Ông này chắc xuống vòng cấm tốt. Chọn vị trí 110, chuyền ngắn 97, tầm nhìn 88 à, thấp vậy. Xuất xoáy 91, thấp dữ. Rê bóng 97, giữ bóng 106, kéo léo 96. Ồ, con hàng này chắc là chơi đơn giản nhất có thể rồi. Đánh đầu 111, được. Chiều cao như vậy, đánh đầu như vậy là tốt. Nhảy bao nhiêu nhỉ? Nhảy 100. 3 sao skill, ồ, đúng luôn. 3 sao skill thì phải chơi đơn giản rồi. Tiến triển là ngôi sao thôi. Đánh đầu mạnh. Gomez. Được. Gomez. Bén. Yeah. Với những đối thủ dạng này. Ôi, may rồi. Ui, vậy mà không ăn kìa. Tên nào? Aza. Đây rồi. Tôi sợ hơi cứng cho nên mình sẽ chọn đá đơn giản là căng qua cho Eusebio vậy. Đến lúc thủ thì hai ông hậu vệ biên lại đứng hai vị trí quan trọng nhất. Ồ, mét. Đánh đầu. Gomez. Cơ hội đối mặt hay là có góc rộng thì Gomez sẽ không bỏ lỡ. Hai đội đang đẩy tốc độ trận đấu rất cao. Gomez. Đấy, những quả chạy chéo mà sút chéo qua hướng ngược lại là rất tốt nha. Bóng luôn ghim vào góc xa. Góc gần. Quá. Góc đó là không hề đơn giản. Được. Ra. Cái cho cụ nào. Ôi cụ ơi, vẫn tiếp tục là Hazard.
Vô con mét. Vô bẻ vô đúng rồi. Đê cái. Đê không ngọt ở những góc khó thôi, chứ những góc rộng rộng thế này thì chỉ số 90 mấy vẫn tốt. Gomez. Đã. Ồ. Oh. Thêm thể hình bụng cao 1m89 nữa. Chủ yếu đã đơn giản thôi. Đấy, đơn giản kiểu này nè. Được. Sau khi trải nghiệm con hàng Mario Gomez mùa giải Hero, mình có một số cái nhận xét như sau. Đầu tiên là về mặt tranh chấp, con này tranh chấp khỏe. Tuy nhiên thì nếu gặp những văn đại hay là bó ten thì sẽ gặp nhiều khó khăn do cái bất lợi về mặt thể hình nhỏ. Về khoảng tốc độ thì như đã nói, với cái thể hình thể chất như thế này, chỉ số tăng tốc và tốc độ chỉ dừng lại ở mức này. Con này tốc độ chỉ mà ở mức ổn mà thôi, chủ yếu sẽ dựa vào khả năng di chuyển chạy chỗ trước. Anh em nên chờ Gomez di chuyển trước một khoảng rồi hắn chọc khe xuống cho anh thì sẽ hiệu quả hơn. Còn về mặt ai di chuyển thì con này mình thấy là không phải dạng tích cực chạy chỗ tách người và lẻn sau lưng hàng thủ lắm, mà chủ yếu là sẽ di chuyển rộng hơn để phối hợp với các đồng đội. Về khả năng dứt điểm thì con hàng này có khả năng dứt điểm tốt ở trong vòng cấm, với những góc thuận lợi thì rất ít khi bỏ lỡ cơ hội. Lực sút là tốt, sút xa thì sẽ cần một chút sự nắn nót chỉnh chu. Nhìn chung là con hàng này sẽ cần nhiều không gian và thời gian để cho các anh em căn chỉnh các thứ thì mới có thể ghi bàn từ xa được. Một bất lợi khác của Mario Gomez là anh xoay sở không được tốt lắm, cho nên là khi mà bị đặt vào những cái vị trí dứt điểm chưa thuận lợi á, thì anh em sẽ gặp khó trong việc xoay sở để đưa Gomez về tư thế dứt điểm tốt hơn. Nhìn chung thì với con hàng này thì anh em không nên xử lý rườm rà, thay vào đó thì xử lý đơn giản nhất có thể. Ra dắt không phải điểm mạnh của Gomez. Về khả năng đánh đầu, mình đánh giá con này đánh đầu tốt, cho nên anh em cần có cho mình những máy tạc tốt để bổ trợ thêm cho Gomez. Về mặt chuyền trò của Gomez, mình đánh giá ở mức tạm. Chủ yếu là anh sẽ ban bật đoạn ngắn với đồng đội là chính, và anh em cũng nên tránh ban bật chạm. Và đó là bài review của mình về Mario Gomez mùa giải Hero. Cảm ơn các anh em đã theo dõi hết video này. Và nếu thấy hay, hãy cho mình một like và nhấn nút subscribe đăng ký kênh ủng hộ mình. Cũng như đừng quên để lại bình luận ở phía bên dưới video nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các anh em trong những video tiếp theo.